Hello, chào tất cả các bạn nhá. Hello, chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với những video tiếp theo của bố con mình nhá các bạn ơi. Hôm nay là ngày những ngày đầu tiên của năm mới các bạn ạ. Kết thúc một năm cũ rồi các bạn ơi, bước sang một năm mới. Thay mặt cho bố con mình xin gửi đến tất cả các ông bà cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn đón một mùa xuân mới luôn có một sức khỏe mới, gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng nha các bạn nha. Những ngày vừa rồi thì dịch bệnh nó rất là căng các bạn ạ, thì là bố con mình không chơi được đâu các bạn ơi. Thì hôm nay bố con mình sẽ vào trong đồi đấy các bạn ạ, vào trong đồi trong này nha, vào trong đồi đi vào trong này là bố con mình đi trước tiên là đi hái rau rừng các bạn ạ, hái rau rừng về ăn. Xong là bố con mình nay cũng mang một con chim này, mang một con tôm các bạn ạ, là vào đây nướng để trải nghiệm ở trong đồi với cho các bạn xem các bạn nhá. Các bạn xem video như ủng hộ bố con mình các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ là con gái mình sẽ cầm điện thoại các bạn nha, cầm máy để quay để mình sẽ làm món ăn cho các bạn xem các bạn nhá. Rồi ok các bạn ơi, đây mình đã chuẩn bị rồi các bạn này. Cô khuyên mà hướng dương nhỉ. Đây các bạn này, mình đã có một con chim các bạn ạ. Con chim với ít tôm các bạn ơi, là mình đã ướp sa tế rồi các bạn nhá. Đấy, giờ bố con mình nướng vào trong đồ chơi. Đấy, mang cả nước các bạn này. Bát dừa để bố con mình cho tương ớt, bia với lại nước ngọt các bạn nhá. Đây là hai cái củ khoai tây để mang đi nướng ăn. Đấy, tương ớt đây các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ ăn nổi lửa các bạn ơi. Xong một lát nữa là bố con mình đi hái rau rừng để về ăn các bạn nhá. Đây các bạn này, các bạn ở quê thì các bạn sẽ biết các bạn nhá. Đây là những cái ngọn rau, cây này gọi là cây đắc đốm các bạn nhá. Như ở quê mình gọi là cây đắc đốm các bạn ạ. Đây này nha, cây này tuyệt vời ngon luôn các bạn ạ. Về xào với thịt. Đây các bạn này, con quay nhá. Đấy, rất là ngon luôn các bạn ạ. Đây là một lát nữa bố con mình sẽ đi hái các bạn nhá. Bây giờ mình bố con mình nướng thịt với nướng chim chơi đã. Xong bố con đi hái về ăn các bạn nhá. Đó là ngày mai bố con mình sẽ vào núi các bạn ạ. Vào núi hái còn đặc sản nhiều, đặc sản rau rừng nữa cơ. Là gì nhỉ? Rau sáng này, rau ổ gà này, toàn là cái rau ngon rồi các bạn ạ. Đây cái chỗ này bây giờ mình sẽ ăn nồi lửa đây nhá. Chúng củi đã, mang vật liệu không nhỉ? Các bạn nhớ xem video ủng hộ bố con mình nha các bạn ơi. Cái chỗ này hôm nọ là bố con mình vừa nướng rồi thì mình lại dụng luôn đây nướng các bạn ạ. Tình hình dịch bệnh rất là căng các bạn ạ, nên là mình không đi chơi được. Rồi bố con mình cũng quay những cái video ở trong núi này cho các bạn xem nhá. Cánh đồng này rất nhiều lươn, mai đi câu lươn, mai đi câu lươn chưa? Quê mình vừa cấy xong các bạn ạ. Đấy đồng lúa, đấy xanh, tốt đẹp chưa? Không khí trong lành đó các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi nhóm lửa đấy các bạn nhá. Nhóm lửa đã. Ôi, tắt. Mấy hôm nay bận quá các bạn ơi, bố con mình không ra được video. Với lại là quay ở nhà ấy là người ta mở nhạc nhiều các bạn ạ. Bếp người ta mở nhạc nhiều là mình không quay được. Xin các bạn xem thông cảm nhá. Bác ăn củi. Để bố vào nha. Nhóm lửa xong rồi các bạn nhá. Trong khi chờ thời gian nó được có than thì mình đi hái rau các bạn ơi. Các bạn đi theo mình hái rau các bạn nhá. Bắt đầu mới nhú được các bạn ạ. Cây này thì rất là ngon luôn nhưng mà nó hơi bé. Chúng có hái lấy khoảng một nắm này về xào thịt các bạn nhá. Rau lộc trầu thì như bố con mình có thịt này thôi. Cái đứa hai cả lộc trầu này quấy thịt.
mình sẽ chặt xiên các bạn nha. Đây một cái tre này các bạn ơi, xiên là xiên. Xiên chim. Nó tôm nữa cơ. Tôm xiên bé ăn, xiên to quả hỏng, nhiễu cả cho bộ. Xiên chim các bạn nha, xiên con chim được trước. Đây con cuốc các bạn ạ. Đây là con cuốc là nay mình sẽ nướng con này, con này giờ ngon lắm các bạn ạ. Đi Kiều ơi, đi ướp sa tế rồi các bạn nha. Đi ướp sa tế cho ngon hết rồi. Ăn trong đồ rất là ngon luôn các bạn ạ. Đồ tuyệt vời luôn. Không khí này rét lắm các bạn ơi. Ra Tết rất là rét. Đi Kiều ơi. Đấy, ui vẫn còn thiếu 4 con nữa. Lại. Thì xoăn thấy lá thẳng thôi, nhiều xoăn, xoăn nó bị trâu rồi. Đang đứng đầy rồi. Ôi giời. Ok các bạn ơi. Chín rồi các bạn ạ. Ngon chưa? Yeah, con chim. Ôi, nhìn béo này. Tôm, úi giời. Xuống đất. Ướp sa tế. Úi giời. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi ok các bạn ơi. À, bố con mình vừa nướng xong rồi nha. À, tôm nướng này, chim nướng này, tương ớt à, chấm chấm tương ớt các bạn. Mang mình mang bia với mang cả nước ngọt, nhưng vừa xong có cháu nó vừa vào thì không kịp về lấy các bạn. Thôi thì uống chung nha các bạn nha. À còn chim, một chén chim. Đây chim ngon cho bà đây này. À. Hiếu ngồi Hiếu. À. Nóng lắm. Đi cái đùi ngoan này. Ăn trong rừng này mới là ngon các bạn ạ. Mốt tại ngon. Chấm tương. Mời các bạn ăn thịt chim với bố con mình các bạn nhá. Để ăn quan bố lấy tôm nha Hiếu em. Bố lấy tôm như
Ngon nhờ. Bố con mình đi hái rau các bạn ạ. À. Vừa đi hái rau vừa đi nướng chim, nướng xúc xích, ăn nướng tôm ăn luôn. Đã uống bia đã rồi nhá. Ngồi xổm. Mời tất cả các bạn uống bia nhá. Hiếu qua đây con, Hiếu. Ngon quá. Anh Duy ăn, anh Duy ơi. Anh ăn đùi nè. Để vào đây anh Duy nha. Anh đang quay điện thoại các bạn ạ. Đang quay cho mình. Em ơi. À đây bố lấy con ăn. Mai mình sẽ đi câu lươn các bạn nha. Thôi con, tôi không nghịch. Đây ăn, ông này ăn miếng. Ở cần cái máy chú. Quay, đây ăn miếng. Quay cái vui ăn. Quay một máy, quay hai máy. Ngồi đây ăn miếng đấy. Đang nóng ở đây này. Ngồi. Cháu ăn tôm. Này, ôi giời, ăn đi. Ăn gì ôi. Đâu ta. Tôi quay ở khu du lịch có bị bản quyền không? Gì? Tùy. Ví dụ Tam Trúc hoặc ấy có bị thẩm được bị bản quyền không? Hình như là không. Là dịch dịch đi đâu? Đấy đây. Ừ, không quay được thì đi quay đi, đi chơi tự quay được. Khu du lịch thì nó không phải không cấm được cái gì đấy. Nhưng mà sao chả thấy ai đang lên nhỉ? Đấy. Có mà. Bố em toàn xem mấy cái kìa. Người rừng người núi biết ra được. Đá gì đây? Đá hà về chơi gì? Mẹ bảo chơi không nhìn kìm. Đá hà về kìa. Đá hà ở nhà mà. Đón bà ngoại ra mà. À bà ngoại nay ra rồi à? Vâng. Uống bia hay nước ngoài đi. Cậu uống cậu uống cậu uống đi. Tôi em tưởng bà Hà đi đâu em? Bà vào đón bà ngoại ra. Hiểu biết chưa? Này, ăn này con nhớ lên. À cái cổ này, ui giời, cổ chim. Ăn nóng thì ngon lắm các bạn ạ. Mời các bạn nha. Khỏi luôn. Đây để gọi ở đây đi. Tôi không ăn cái này. Cô ăn cả vỏ đi. Ôi cho nước rửa tay kìa anh nhỉ. Đây nước đây. Thì nó anh có bảo không? Ừ, khi nó vào chơi. Thì nói mẹ em đi. Này đầu tư được cái máy bay thi thoảng làm tí ảnh trên cao cũng được, nhìn cho nó đẹp. Thế có máy bay đây, mua cái camera lắp vào. Đây lắp vào thôi. Em ấy đi khách sạn này, người ta quay ấy, có cái nha, đặc biệt tí bằng cái đinh ấy. Ta lắp cơ.
Chả cần đấy buộc cái điện thoại lên sóng nữa quay được. À, người ta có cái que que, người ta cầm điện thoại, người ta cơ lên giơ lên này này. Buộc vào sóng nữa, xong rồi là sơn lên cái sào đi, xong rồi là giơ lên là cơ này. Rất là ngoan đó các bạn ơi. Buổi đầu xuân bố Quan mình có một chuyến trải nghiệm đi nướng chim với nướng tôm với đi hái rau rừng các bạn ạ. Để gửi tặng đến tất cả các bạn nhá. Thời gian bây giờ cũng muộn rồi các bạn ơi. Bố Quan mình cũng xin kết thúc video đây các bạn nhá. Chúc các bạn đón một năm mới vui vẻ hạnh phúc nha các bạn nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Bye bye.